Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bạn. Hôm nay rất vui khi được quay trở lại để làm cho các bạn những video về dòng giống cây của bên mình. Thì video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về mô hình trồng cây ba kích tím ở bên mình nhé. Thì như các bạn đã biết ấy, thì ba kích tím ấy là một loại dược liệu lấy củ để ngâm rượu. Thì trên thị trường hiện nay ấy, rượu ba kích đang rất được ưa chuộng. Bởi ba kích có rất nhiều tác dụng để điều trị các bệnh về sinh lý, nhất là những đấng mày râu hiện nay đang ưa chuộng cái sản phẩm rượu ba kích. Thì đây, như các bạn có thể thấy, đây là mô hình trồng cây ba kích của mình. Thì mô hình trồng của mình ba kích hiện tại là bên mình trồng được 9 tháng rồi. Đây, những cái cây ba kích như đây rất là lớn, mình đang trồng được 9 tháng rồi. Mô hình trồng của mình thì rất là rộng nhé, gần 1 hecta ba cây ba kích. Các bạn có thể quan sát ở trên thì phía trên cũng có. Bên mình đang trồng rất là nhiều cây ba kích để phát triển kinh tế. Ngoài việc trồng ba kích ra thì trung tâm cây giống bên mình còn nhân giống rất nhiều cây giống ba kích và các loại cây dược liệu khác. Thì hiện tại thì trung tâm bên mình đang nhân giống hàng vạn cây ba kích tím, ba kích tím nhé các bạn nhé, để phục vụ nhu cầu trồng và phát triển kinh tế của bà con hiện nay. Thì ba kích thì đối với cây ba kích tím này thì từ 3 đến 4 năm thì ba kích có thể thu nhé. Nếu mà các bạn muốn ba kích nó to hơn, những cái gốc ba kích nó to hơn thì các bạn có thể để sang năm thứ 5 thu cũng được. Thì củ ba kích nó sẽ chất lượng hơn, có những cái gốc có thể lên được 5 đến 6 cân, có thể cao hơn. Còn trung bình đối với những một gốc ba kích như bên mình đây thì sau khoảng thời gian là 3 đến 4 năm thì sẽ cho thu từ 3 đến 4 cân củ, mang lại một nguồn kinh tế cũng khá là ổn định. Thì ba kích bên mình làm những cái giàn này, ngoài ra bên mình do là bên mình trồng với số lượng lớn nên là bên mình phải lắp đặt những cái hệ thống tưới tiêu. Như các bạn có thể thấy đây, những cái ống nước đây, những cái vòi nước đây để tưới tiêu, để cho cây ba kích cung cấp đủ cái lượng nước mà cho ba kích nó phát triển trong những cái ngày mùa khô như bây giờ, hoặc là những ngày hè nóng, để cây ba kích có những cái điều kiện để phát triển một cách tốt nhất. Thì video hôm nay mình đang giới thiệu cho các bạn về mô hình trồng ba kích, mô hình thực tế của bên mình nhé, chứ không phải là của ai nhé, để cho các bạn tham quan về mô hình thực tế của bên trung tâm mình đang trồng để phát triển kinh tế, cũng như là cung cấp những cái cây giống để cho bà con, hỗ trợ cho bà con phát triển kinh tế, cũng như mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Video hôm nay mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay, ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh Trung tâm Cây giống Tam Đảo được phát triển hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.